Hà xin kính chào quý khán giả của Thời Báo TV. Bản tin ngày 20 tháng 2 gồm các tin chính sau đây. Một phần tư số người hưu trí sẽ phải dựa vào giá trị căn nhà làm nguồn sống chính. Canada tạm đóng cửa tòa đại sứ tại thủ đô Ukraine. Patrick Brazil từ Thượng viện chuyển sang câu lạc bộ thoát y vũ. Và khó phát giác các triệu chứng nhồi máu cơ tim sau khi được giải phẫu. Kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Một phần tư số người hưu trí sẽ phải dựa vào giá trị căn nhà làm nguồn sống chính. Theo kết quả của cuộc khảo sát do cơ quan Ipsos Ray thực hiện vào cuối năm ngoái, gần một phần tư số dân Canada cho rằng thu nhập chính của họ khi về hưu đến từ trị giá của căn nhà mà hiện họ đang sở hữu. Với giá nhà hiện đang gia tăng ở nhiều thành phố Canada, 24% những người được thăm dò ý kiến xác nhận họ có dự định sẽ sử dụng tư gia là nguồn lợi tức chính sau khi về hưu và khoảng 17% sở hữu chủ không xác định được trị giá trăng căn nhà có thể trở thành lợi tức hay không. Với một thị trường địa ốc đang sôi động, cộng với áp lực tài chánh bị thiếu hụt vì tiền tiết kiệm quá ít, nhiều hưu trí sẽ phải giảm bớt kích thước nơi cư ngụ bằng cách bán nhà hiện đang có và mua nhà nhỏ hơn để có được sự thẳng dư về tài chánh. Sadiq Adisha, trưởng nhóm chuyên viên đầu tư của Sun Life Global Investments nhận định. Một người dân Canada bình thường cho rằng 10% thu nhập khi về hưu sẽ do giá trị gi gia cư mang lại, 30% từ các chương trình trợ cấp của chính phủ, 27% từ tiền tiết kiệm cá nhân, 23% từ hưu bổng của các công ty, 5% từ di sản thừa kế và 6% từ các nguồn thu nhập khác. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không nghĩ tiền tiết kiệm hưu trí cá nhân cộng với trợ cấp chính phủ đủ để sống khi về hưu. Thống kê cho thấy có đến khoảng 60% người dân Canada không có hưu bổng của công ty họ đã từng phục vụ trước đó. Tường trình nói trên cũng cho thấy chỉ có 28% muốn về hưu lúc 66 tuổi. 56% cho biết sẽ tiếp tục làm việc dù đã đến 65 tuổi. Cuộc khảo sát do tổ chức Ipsos Trade thực hiện từ ngày 12 đến 20 tháng 11 năm 2013 theo yêu cầu của công ty Sun Life và đã phỏng vấn 3.000 người dân Canada trong hạng tuổi từ 30 đến 65. Canada tạm đóng cửa tòa đại sứ tại thủ đô Ukraine. Canada đã đóng cửa tòa đại sứ tại Kiev vì lý do an ninh và đang dự trù áp dụng các biện pháp chế tài Ukraine, sau khi chính phủ nước này càng quét một địa điểm tập trung những biểu tình khiến 26 người thiệt mạng. Trên trang trực tuyến trong tin nhắn qua điện thoại, Sứ quán Canada không xác định rõ ngày giờ chính thức tái hoạt động, nhưng cho biết các dịch vụ lãnh sự vẫn tiếp tục và công dân Canada cần sự giúp đỡ vẫn có thể liên lạc với tòa đại sứ. Thủ tướng Harper cho biết công ty hy vọng những người biểu tình hiện nay tị nạn tại Tòa đại sứ Canada ở Kiev sẽ có thể rời khỏi sứ quán một cách yên ổn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Canada Adam Hodge xác nhận tất cả các nhân viên Tòa đại sứ an toàn. Tối ngày 18 tháng 2, Tổng trưởng Ngoại giao John Bear đã lên án hành động đàn áp những người biểu tình của chính phủ Ukraine và cho biết Canada sẽ cung cấp các dụng cụ sơ cứu và thiết bị y tế cho một tổ chức phi chính phủ ở Ukraine. Ông nói Canada yểm trợ mạnh mẽ người dân Ukraine trong cuộc tranh đấu cho đất nước có tự do và dân chủ. Trang mạng trực tuyến của chính phủ Canada cũng khuyến cáo các khách du lịch nên thận trọng trước tình trạng chính phủ sử dụng bạo lực để đàn áp người dân Ukraine. Patrick Brazil từ Thường viện chuyển sang câu lạc bộ thoát y vũ. Cựu thượng nghị sĩ đã bị sa thải khỏi thượng viện, Patrick Brzo đã tìm được việc làm mới ở một câu lạc bộ thoát y vũ, tòa lạc gần trụ sở quốc hội ở Ottawa. Phil Bentivogli, chủ nhân Bear Facts Gentleman's Club, xác nhận ông đã thuê Patrick Brzo giữ chức vụ quản đốc câu lạc bộ. Hôm 18 tháng 2, cựu thượng nghị sĩ Patrick Brzo chính thức nhận việc mới sau khi đã được huấn luyện trong 2 tuần. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông hôm thứ Tư vừa qua, em gái của ông Phil Bentivogli, Bà Carmelina cho biết cựu thượng nghị sĩ đã ngỏ ý với một thành viên của gia đình bà rằng ông ta muốn tìm việc làm, trong lúc cô lạc bộ cũng đang cần muốn một quán đốc. Nhiệm vụ của quán đốc Brazil gồm có thiết lập thời dụng biểu, tuyển dụng, sa thải và kiểm kê hàng tồn kho. Và đây là công việc thứ hai của ông Brazil kể từ khi bị loại khỏi Thượng viện vào tháng 11 năm 2013. Có một thời gian ngắn, ông được mướn viết tin lượm lặt cho một tuần báo lá cải, nhưng chỉ sau một vài bài viết, tờ báo này buộc phải cảm ơn văn tài của ông. Brazil cùng với cựu thượng nghị sĩ thuộc đảng tự do Mark Hart vào đầu tháng này đã bị cảnh sát RCMP truy tố về tội gian lận và phản bội lòng tin của công chúng trong vụ bê bối tài chính xảy ra ở Thượng viện. Ông Brazil cũng đã từng bị tạm giam vào tháng 2 năm ngoái về tội hành hung và tấn công tình dục. khó phát giác các triệu chứng nhồi máu cơ tim sau khi được giải phẫu. Nghiên cứu của hiệp hội y e học Hamilton, Hamilton Health Sciences cho biết có đến 85% các trường hợp bị nhồi máu cơ tim ở các bệnh nhân sau khi được giải phẫu đã không thể phát giác vì không thấy các biểu hiện thông thường của nhồi máu cơ tim. Tương trình cho thấy chỉ có 15% những người lên cơn ti cơn đau tim sau khi phẫu thuật cảm thấy có triệu chứng bị nhồi máu cơ tim đau ở ngực, cổ, quai hàm, hay cánh tay và khó thở. Tuy nhiên, theo tường trình của bác sĩ PJ Devereaux, trưởng khoa tim mạch bệnh viện Chuvarinsky, công bố trên tạp chí y học gây mê và hồi sức, xét nghiệm máu có thể cho biết tình trạng hoạt động của hệ thống tuần hoàn máu. Bác sĩ Devereaux cho biết, nguyên nhân là trong vòng 48 giờ đầu tiên khi bệnh nhân được giải phẫu, hầu hết tất cả các bệnh nhân thường dùng thuốc giảm đau khiến các triệu chứng bệnh tim khó có thể nhận thấy. Trong thống kê do hiệp hội Y học Hamilton, hàng năm có hơn 8 triệu người trên toàn thế giới có vấn đề tim mạch sau khi phẫu thuật và 10% trong số những người này chết trong vòng 30 ngày. Để thực hiện nghiên cứu nói trên, các bác sĩ đã khảo sát hơn 15.000 người trên 45 tuổi trong 3 ngày liên tục sau khi họ trải qua một ca phẫu thuật. Kết quả cho thấy, nếu không xét nghiệm máu, 85% bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim không thấy xuất hiện các triệu chứng bị bệnh này. Mexico tăng cường hợp tác về hàng không và ngân hàng. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto và thủ tướng Stephen Harper đã đưa ra tuyên bố chung và công bố 3 hiệp định hợp tác liên quan tới kế hoạch hành động chung Mexico Canada giai đoạn từ năm 2014 đến 2016 trong lĩnh vực vận tải hàng không và ngân hàng. Các thỏa thuận nói trên được ký kết trong chuyến công du chính thức của nguyên thủ Canada vào ngày 18 tháng 2 nhân dịp dự hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ tại thành phố Toluca. Thủ phủ Tiểu bang Mexico, quê hương của tổng thống nước chủ nhà, tại một cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã xác nhận tầm quan trọng của sự hợp tác song phương và đồng ý tìm kiếm phương thức hợp tác mới nhằm mở rộng quan hệ ngoại giao và giao dịch thương mại. Hai bên cũng thỏa thuận sẽ tiếp tục xúc tiến các cuộc đối thoại, phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có tiến trình đàm phán hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương (CPP) và hiệp định liên minh Thái Bình Dương theo kế hoạch hành động chung. Canada và Mexico sẽ hợp tác về giáo dục đại học, trao dồi các phái đoàn nghiên cứu trong 3 năm tới, phối hợp về an ninh, tư pháp, quản trị và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vấn đề lãnh sự, chống biến đổi khí hậu và hợp tác các quốc phòng trên căn bản công pháp quốc tế và luật pháp hiện thành tại mỗi nước. Sau 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 20 năm ký kết hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và 10 năm ký liên minh Mexico-Canada, giao dịch thương mại song phương giữa hai nước tăng gấp 6 lần với tổng kim ngạch lên đến 35 tỷ đô la một năm. Canada đứng hàng thứ hai trong số các nước nhập cảng hàng hóa của Mexico và thứ tư trong các quốc gia đầu tư tại nước này với 15 tỷ đô la. Trong khi hai trong công ty Canada đang hoạt động tại Mexico và hàng năm khoảng 1,5 triệu du khách Canada đến du lịch Mexico.